hello mọi người lại là mình đây. Đầu chương trình thì mình à, nói cho mấy bạn mới, bạn nào chưa đăng ký kênh thì giúp mình đăng ký kênh, bấm chuông để biết được thông tin mới khi mình chia sẻ. À, nếu các bạn cảm thấy à, những thông tin của mình có thể à, à, giúp các bạn được à, một tí thông tin mới, à, mình có xem những comment của mấy bạn, mình bỏ rất nhiều thời gian để xem thông tin của mấy bạn. À, nói chung là mấy bạn tôn trọng mình thì mình cũng tôn trọng mấy bạn nhưng mà không biết mình làm được bao lâu tại tốn thời gian rất là nhiều khi mà xem những cái comment của mấy bạn á thì cũng có mấy bạn là comment tiêu cực à, thì mình xin nhắc lại mấy bạn là cái video mấy bạn không chỉ nhìn cái chủ đề của cái video mà mấy bạn có thể à, nói được là mình đã nói những gì và cái tư tưởng như thế nào mấy bạn phải xem những cái video và livestream mình có giải thích rất là rõ ràng ở trong đó Tại vì có nhiều bạn không thích mình nói lòng vòng thì mình nói chung là mình nói sơ bộ như vậy và khi livestream mình sẽ giải thích cận kẽ hơn. Cái video mình nói về cái tại sao cái CPI new nó lại lên à, mình nói rất là rõ ràng trong cái video trước là mình nói là nó có thể nó cái thời gian mà nó xảy ra nó xuống hay nó lên đó thì theo cái dự toán và cái cái dự tính và cái tính toán của mình À, với lại mình xem những cái thông tin mới à, từ social media và những cái thông tin đáng tin cậy rồi mình chia ra vào cái giá thị trường cái market cap với lại à, à, bình, cái số bình quân à, của thị trường nó ra vào như thế nào à, để mình có thể à, à, nhận thức tự mình nhận thức à, tính toán ra được cái số lượng à, của cái thị trường nó sẽ ra sao mình chia sẻ thì hầu như là đúng à, khoảng trên 50% thì mấy bạn xem kỹ cái video rồi mấy bạn cũng biết và cái lý do mà mình nói tại sao nó có thể mất một cái số 0 và có thể hai số 0 cái đó là một cái lý do là mình đã giải thích rất là kỹ ở trong video nếu những việc đó xảy ra chứ mình không có nói thẳng là à, trong vòng 2 à, tháng mấy 3 tháng nữa thì nó sẽ mất hai số số 0 thì có mấy bạn nhảy dựng lên là nói là à, tàu lao đồ này kia là làm sao có thể nhân 100 rồi nhân 1000 cái giá hiện tại bây giờ à, thì mình nói rất là rõ ràng là mình không có nói là nó chắc chắn nó sẽ lên hai số 0 mà nó mình nói là những cái việc mình giải thích rõ ràng là những cái việc đó nó sẽ sẽ nếu nó sẽ xảy ra thì cái đó là một cái cái cái, cái cơ hội để cho Shiba Inu nó lên thêm được bỏ lại hai số 0 lần sau nữa. Thì mấy bạn đã xem hết video trước khi mấy bạn bình luận có những cái bình luận tiêu cực À, và có mấy bạn bình luận như vậy thì những bạn khác xem mấy bạn đã biết mấy bạn rất là kém hiểu biết à, và xem cái tựa đề của cái video thôi rồi mấy bạn bình luận chứ mấy bạn không có xem video và không hiểu mình nói gì mình vào đây thì mình muốn chia sẻ thông tin cho các bạn chứ mình không có uh, cầu view mình không có kêu gọi đầu tư đưa tiền cho mình đầu tư và mình cũng không có kêu gọi mấy bạn đầu tư theo những cái quan điểm và cái sự chia sẻ của mình bởi vì mình cũng như mấy bạn mình là một người uh, kinh doanh À, tiền điện tử à, có một chút ít à, kinh nghiệm và mình muốn chia sẻ với mọi người à, và những bạn nào mà muốn đầu tư thì cái đó là tiền của mấy bạn thì mấy bạn không nên hỏi mình là anh ơi em có nên mua hay là không em à chị có nên mua hay là không à, bởi vì thực tế mình không thể nào mình trả lời được mình không thể nào mình kêu mấy bạn à, làm cái gì với số tiền của mấy bạn đang có trong túi mình không thể nào mình kêu mấy bạn nên đầu tư hay là không đầu tư À, mình biết là mấy bạn rất là tin tưởng mình khi hỏi như vậy thì mình rất là cảm ơn nhưng mà thực tế nếu như mà mình kêu mấy bạn như vậy thì không phải là mình thì đúng ra là mình xúi mấy bạn làm theo à, cái 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 mình làm chứ mình không có giúp mấy bạn mình giúp mấy bạn là mình chia sẻ thông tin thôi còn cái việc đầu tư hay không à, mấy bạn có thể quyết định và khi mấy bạn xem video của mình rất là rõ thì mấy bạn cũng đã hiểu một phần nào là cái thông tin của mình là cái thông tin chia sẻ chứ không phải mình nói ra là kêu mấy bạn làm theo à, có nhiều nhiều bạn cũng hỏi mình rất là nhiều về vấn đề đó và cái video của mình mình cũng giải thích rất là rõ ràng trong đó là nếu như các bạn thấy sự chia sẻ của mình à, có à, một chút nào để mấy bạn à, dựa vào để tin cậy thì cái lúc nào mình đã nói cái giá nó lên xuống như thế nào mình có chia sẻ hết là nếu như mấy bạn muốn đầu tư thì mấy bạn tự sẽ suy nghĩ ra được là cái giá nào mấy bạn nên đầu tư chứ mấy bạn đừng hỏi mình là mình không có mình không phải là À, 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 cái người special để cho chỉ đường cho mấy bạn bỏ tiền vô để chiến thắng nha đầu tư thì phải có thắng có thua có lỗ giá nó phải lên có xuống mỗi ngày chứ không thể nào mình nói nó vậy là nó đúng một trăm phần trăm như vậy thì rất là dễ cho mình rồi mình chỉ cần bấm cái nút và đậu bỏ tiền vô rồi ngày mai lấy tiền thôi nha đầu tư thì phải kiên nhẫn và phải um, quan tâm và hiểu biết một tí xíu về vấn đề của thị trường còn nói về vấn vấn đề CBI New á thì mình nói là trong vòng uh, 10 tầng mười nó tầng nếu cái sự việc nó xảy ra đúng như mình nói theo cái, cái cách mình uh, mình nhận thức ra đó thì nó có thể nó bỏ một số không và nó leo lên đến số không thứ hai có thể thôi nha mọi người bởi vì uh, thực tế uh, như mình đã giải thích cái, um, cái sàn robin hood tại sao nó chưa có chấp nhận CB new uh, có nhiều bạn không có hiểu thì mấy bạn đã vào comment như vậy thì mình xin nói lại lần nữa là có thể là à, cái người director của Ray, à, robin hood ông chris brown á là không có chấp nhận shiba bây giờ và cố kìm hãm để cho giá shiba nó liên tục xuống à, mang lại cái no, mối lo lắng cho tất cả những shiba holder à, những cái người mà cầm shiba trong tay á à, lo sợ là robin hood không chấp nhận rồi giá shiba không thể nào à, lên được nữa thì mọi người bắt đầu tuôn ra bán thì cái giá lại xuống thấp thì cái người uh, director đó có thể là uh, lúc đó họ sẽ là sẽ vào demo rất nhiều C3 uh, nếu như một người mà mua một số lượng lớn vào thì giá nó sẽ vọt lên ngay thôi và cái người đến lúc đó lại ra nói là bây giờ uh, uh, cái sàn Robinhood sẽ chấp nhận C3 uh, để C3 bắt đầu hoạt động trên sàn của họ thì giá nó sẽ lúc đó thì một con số không nó mất ngay tức khắc là cái chuyện không thể nào uh, không thể xảy ra nó sẽ xảy ra ngay tức khắc chỉ cái việc Robinhood chấp nhận c vào sàn thôi. À, cái đó là một cái vấn đề chính, lý do tại sao mình nói là có thể lên một số 0 và hai số 0 và mình giải thích lại lần nữa. Và hiện à, thị trường c sẽ có mặt tại Ấn Độ. Thì Ấn Độ có một 1 1 tỷ à, 300 triệu dân thì mình chỉ cần cần 0.005% thôi. À, có thể mua một chút ít Shiba thôi Cái số đó thì mang những cái người Sở hữu ví Sipa lên, lên rất, rất là cao cái tiền cryptocurrency uh, với lại cái tiền uh, tiền cổ phiếu nó giống nhau nó giống nhau về cái mặt đó. Nếu như nhiều người đầu tư thì cái giá trị nó sẽ tăng lên. Và nếu như nhiều người đầu tư mua ra mua vào thì mỗi lần như vậy cái Shiba swap sẽ sẽ đốt thêm nhiều Shiba nữa. Thì mấy bạn cứ nghĩ hàng triệu người sử dụng cái cái Shiba In new này, uh, 10 triệu người, 20 triệu người đi uh, sử dụng cái Shiba In new này tại vì khi mà giá trị nó bắt đầu nó tăng cao á thì những cái người khác bắt đầu kêu gọi thêm những nhà đầu tư khác như, ví dụ như mình đi mình thấy giá nó lên thì mình kêu bạn mình ồ bây giờ giá vào lên cái thời gian tốt để đầu tư thì cái đó sẽ xảy ra tất cả trên thị trường châu âu châu úc châu phi châu mỹ à, châu á thì lúc đó thì cái cái đồng c 3 bắt đầu nó tăng vọt lên bởi vì rất là nhiều người bắt đầu nhảy vào mua tại vì nó có tiềm năng người ta thấy thật sự cái tiềm năng của c 3 new thì lúc đó c 3 new sẽ bắt đầu lên giá và rất là nhiều cái sự trao đổi mua bán và mỗi lần cái sự trao đổi mua bán Cibar Swap sẽ đốt đi một phần nào đó của Shiba New và những cái người sở hữu cái ví lớn sẽ bắt đầu send cái Shiba New đi vào cái cái ví ví chết á là nó không có còn giá trị nữa để tăng thêm sản lượng của người mua và giá trị của siba bắt đầu tăng biến và khi mà siba New đã vào cái sàn của Robinhood rồi á. Thì tất nhiên ông Elon Musk lúc đó ông sẽ đến chính lại là Ông bắt đầu ông mua Shiba Inu à, Có thể là bây giờ như mình nghĩ Có thể bây giờ ông đã có rồi Nhưng mà ông không tuyên bố thôi Người làm ăn không có ai mà tự nhiên khoe với người ta Là mình có bao nhiêu tiền Hay là mình mua cái gì cái gì hết trơn đó Ông nói như vậy với Ethereum Ông nói như vậy với Bitcoin và Dogecoin Cái đó đã làm ba cái coin đó lên rất là nhanh Chỉ về vấn đề đó Và hiện tại Elon Musk à, Ông ta giữ rất là nhiều à, Dogecoin À, còn cái chỉ tiêu của Shiba Inu ra là lấy cái thị trường của Coin và đẩy Coin lại phía sau Shiba Inu. Cái việc đó thì rất khó xảy ra bởi vì à, bây giờ Dogecoin nó có một cái nền tảng và một cái vị trí đứng chắc chắn rồi. Thì nó là top 3 cái coin được nói chuyện nhiều nhất về cái thị trường của cryptocurrency. Thì à, bây giờ mà ổng nói, ông bắt đầu, mấy bạn nên nhớ nha, ông lúc nào ổng cũng nói về Shiba Inu. Nếu như ổng không có thì tại sao ổng lại lên tiếng để Sibai nêu mất một con số 0 về lúc trước và tại sao ổng nói lần thứ hai để cho nó nhảy từ cho số 26 cho nó lên đến 80 và gần 90. Mấy bạn hiểu rồi cái cái tác động của ổng rất là lớn đến thị trường này, à, có thể đem cái con này nhân gấp 10 lần chỉ vì một lời nói thôi. Thì bây giờ á ổng à, nếu như ổng có thì ổng cũng không thể nào ổng nói, nếu ổng nói người cái người sở hữu Dose coin sẽ lo lắng là ông bắt đầu ông bỏ cái Doge coin để ông mua Shiba Inu à, tại vì ông đã kiếm rất là nhiều tiền trên Doge coin rồi thì nếu như ông làm như vậy không khác gì tự ông hại ông ông nâng cái giá Shiba Inu lên để rồi cái những cái người đầu tư Doge coin bắt đầu bán bớt Doge coin để qua mua Shiba Inu và trong khi đó thì ông làm sở hữu rất là nhiều Doge coin thì vì cái dịp đó thì ông sẽ lỗ đi Mọi người hiểu không? Nếu ổng sponsor cho cái Shiba new thì cái đốt còn nó xuống giá thì ổng sẽ mất rất là nhiều tiền. Cái cách tốt nhất là khi mà Shiba new đã lọt lên cái sàn à, Robinhood thì ổng có một lý do rất là chính đáng để công khai ổng bắt đầu sở hữu Shiba tại vì nó, nó bắt đầu nó có một cái giá trị thực tế lớn. Thì lúc đó là ổng ông làm như vậy rồi chẳng những ổng giúp cho cái đồng Shiba lên cao khi ổng mua nó có giá trị hay là những cái đồng Shiba ổng đã có sẵn mà ngược lại là mọi người nhớ nha, ổng nói mua ông sẽ mua thêm nhưng mà thực tế ổng có thể là ổng đã có trước rồi nhưng mà ổng không tuyên bố thôi người làm ăn không bao giờ tuyên bố những gì mình có nha những người tuyên bố những người mình có thường thường hay thất bại à, bởi vì khi mà ổng tuyên bố như vậy rồi á thì những người thấy ổng không có bán ra cái đốt coin thì cái đốt coin nó vẫn giữ cái vị trí và cái giá trị của nó và khi ổng đầu tư vào cbay new thì sẽ làm cbay new lên giá bất kể sau khi đã đã uh, vào được cái sàn Robinhood rồi thì cái đó là cái cái um, uh, cái điểm mà giống như như là đúng cái cái cơ hội để cho chọn mua bởi vì giống như như là ông nói là bây giờ vô sàn Robinhood rồi là đáng để ông đầu tư đó thì cái đó là một cái uh, cái lý do rất là chính đáng để ông có thể làm điều đó và khi mọi người không có thấy ông bán Dogecoin ra để mua New thì mọi người biết là ổng sẽ vẫn giữ Dogecoin và giá Dogecoin không thể nào xuống được thì bởi vì như vậy ổng chẳng những ổng giúp ổng kiếm thêm tiền của Dogecoin uh, lợi nhuận và Shiba new, người có tiền như ổng thì không cần phải kinh doanh để có tiền uh, để trang trải cuộc sống như chúng ta mà ổng là cái người kinh doanh ổng phải muốn thành đạt ổng muốn tên tuổi của ổng phải được mọi người nhớ đến cái đồng c này là một cái đồng vô vô giá trị khi nó mới ra. Nhưng mà cái người nếu mấy bạn bỏ ngày xưa mấy bạn bỏ 800 đồng, mấy bạn có có thể có được 4 uh, uh, 500 triệu nha. Mấy bạn bỏ uh, 80 đồng, mấy bạn có 4 50 triệu nha. Mấy bạn bỏ 8 đồng, mấy bạn có 500 000 cái đó là một cái số nó, nó rất là lớn à, nhánh nhảy vọt à, trong cái thị trường tiền cryptocurrency chưa có tiền nào có thể lên đến 91 triệu phần trăm chỉ có Shiba New và mọi người luôn nghĩ là cái Shiba New nó lên như vậy là nó đã hết giá rồi nó lên rất là cao rồi không có việc gì không có thể cả bởi vì Shiba New mọi những cái người thiếu hiểu biết thì lại comment nói thẳng là À, bây giờ nó còn một một ngàn triệu tỷ một ngàn tỷ Shiba uh, uh, new thì làm sao mà có giá như vậy được các bạn nó không biết học hay là hiểu cái Shiba new hiểu cái thị trường cryptocurrency bao nhiêu mà bây giờ á, thông tin nó để đầy như vậy mà vẫn chui cái đầu vào nói là bây giờ còn có một ngàn tỷ Shiba uh, new ra ngoài thị trường mọi người hiểu không chỉ có um, chỉ có 549 trăm bốn ngàn tỷ ở 1 triệu tỷ chứ, một triệu tỷ Cbinu si Mà bây giờ chỉ có 594 000 tỷ Cbinu si ngoài đó thôi Chỉ còn gần một nửa thôi Mà cái người đó lại nhảy vào nói như vậy Không có hiểu biết thì đừng có nói để người ta cười thêm thôi Cái này mình nói thẳng nha, ai giận thì mặc kệ Bởi vì cái những cái bạn đó có thể làm à, giao động cái lòng của cái người kinh doanh Nhất là mấy bạn mới vào cái thị trường này Thì khi mà đã nhiều cái cái cái, cái mua bán nó trao đổi nó xảy ra thì nhiều đồng Shiba Inu sẽ bị sẽ được đốt bỏ bớt. Những lần như vậy thì cái đồng Shiba lại tăng giá và nhờ cái đồng Shiba nếu có thể đã vào cái thị trường Robinhood và ông Elon Musk cái đó là đúng đúng lúc để ông có thể nói là đúng cái cớ để ông có thể vào mua Shiba Inu và lúc đó rồi Shiba Inu sẽ lên nhiều. Và những ví khác, ví lớn thấy ông Elon Musk vô là người ta sẽ bắt đầu đốt thêm Shiba nữa để giá trị nó tăng cao hơn khi cái đồng Shiba New còn bớt đi lại. nhưng mình nói nó có thể nó lên đến một xu nếu như người ta đốt đi hơn 75%. Cái số cũng còn rất là cao nha mọi người, rất rất là cao nha. Nhưng mà không ai biết được điều gì có thể không xảy ra cả những bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra lúc mà mấy bạn biết đốt con nó ra có ai mà nghĩ nó lên đến cái giá bây giờ đâu Shiba Inu nó mới ra có bạn nào có suy nghĩ là nó sẽ lên đến giá bây giờ đâu có bạn nào mà suy nghĩ Shiba Inu nó lên 91 triệu phần trăm không không có ai hết kể cả chính mình cái này mình nói thẳng với bạn luôn bởi vậy nên mấy bạn hở mở miệng ra nói là cái đó không thể nào xảy ra cái việc bạn đó nó không thể xảy ra nó đã xảy ra nó lên được 91 triệu phần trăm hiện tại và bây giờ nó đốt bỏ đi 50 phần gần một nửa mươi mấy phần trăm rồi. Là ví dụ như là đốt bớt bỏ đi 40 triệu phần trăm rồi Mà bây giờ mấy bạn nghĩ nó nhân lên thêm một ngàn 100 hay là một ngàn phần trăm nữa là nó số lớn hả Không phải đâu Nếu như bạn có đầu óc kinh doanh Bạn có biết là một cái bài toán Thì bạn có thể hiểu ra rất là nhanh Là cái việc đó nó có thể multiply rất là nhiều lần nữa Nó có thể nhân gấp nhiều lần nữa trong một cái thời gian nhất định khi mà những việc xảy ra nó trùng hợp trùng khớp với nhau cái đó là cái cách để Shiba Inu nó đánh mất thêm hai số không nữa và nếu ông Elon Musk đi vào cái thị trường này và nhiều Shiba Coin Inu được đốt đi có thể 2025 Shiba Inu có thể lên đến 20 xu à, cái này là một chuyện rất là hoang tưởng rất là hoang đường kể cả, cả mình cũng vậy nhưng tại sao mình nói như vậy bởi vì mình làm được cái bài toán bao nhiêu phần trăm được đốt đi và cái giá cái cái giá trị thị trường nó sẽ tăng cao như thế nào. Không ai biết được CB New cái thị trường của nó sẽ trở nó sẽ có thể là 500 tỷ đô. Nó có thể bằng một nửa Bitcoin, một phần ba của Bitcoin. Cái này có có thể xảy ra. Mọi người thấy à, Ethereum không? Mọi người biết cái market cap nó tăng bao nhiêu không? Mọi người cứ nói không thể từ 9 đồng nó lên đến ngàn đồng. Mọi người lại nói không thể nào xảy ra được. Chính mình cũng nói như vậy với mình ngày xưa Mấy bạn cứ nghĩ đi Mấy bạn nói là nó không thể nào xảy ra Bây giờ nó xảy ra rồi đó Nó đã xảy ra Thì không có gì mà không thể xảy ra được hết Nó tăng từ 9 đồng 30 xu nó chạy một nước thẳng Cho đến 5 ngàn đồng Thời gian bao lâu Mấy bạn xem lại thời gian đi nha Thời gian không có lâu đâu Nó đã tăng lên rất là nhiều Thì tại nếu như C3 cũng là một nói mà lọt vào bốn cái coin được nói chuyện bây giờ là Shiba đã là một trong những bốn cái coin được nói chuyện nhiều nhất trên tất cả social media uh, tất cả trang mạng trang web tất cả những người nổi tiếng những người giàu có đều nói về Shiba Inu và bây giờ Shiba Inu đã đứng vào top 4 là người ta nói về Bitcoin Ethereum Dogecoin và Shiba Inu Tại sao mấy bạn có nghĩ là nó không thể xảy ra cái này là một hoang tưởng, hoang đường Nhưng mà mình là con người Mình có thể sửa được Mình làm nó được thì mình có thể sửa được Như cái giá trị ban đầu nó là một triệu tỷ Ok Và bây giờ nó còn 549 000 tỷ Thì mấy bạn thấy không nó Một nửa nó đã biến mất rồi Mà nó lên 91 triệu phần trăm Thì bây giờ nó lên 1 ngàn phần trăm nữa Nếu người ta đốt bỏ tiếp Cái chuyện nó không thể nào mà không thể xảy ra được hết À, nó cũng dài dòng về Cibai New rồi và hôm nay cái cái giá Cibai New à, nó lên cao nhất là 55 và nó rớt lại à, nếu như bạn nào mà theo dõi mình sát mà xem hết cái video của mình á thì mấy bạn cũng hiểu rất là rõ hôm qua hôm kia mình nói như thế nào cái chart của Cibai New chạy giống như như mình nói mình không phải là thiên tài mọi người cái này là một cái bài toán mình làm ra thôi mình xem tất cả giá thị trường và biết là một cái bài toán X để mình có thể đoán được nó như thế nào Như mình đã nói mình không thể nào mình có thể mình làm chủ những cái người đang sở hữu ví C ba để cho họ không có bán không có mua nhiều vẫn, vẫn giữ ở chế độ trung bình để cho cái lời nói mình đúng được hết Và nó có thể xảy ra người ta đâm nhiều thì nó rớt nhiều thôi cái đó thì cái việc đó là bất chắc nó xảy ra thì sẽ làm thành mình nói sai cái việc đó là xảy ra hoài trong cái thị trường kinh doanh về À, cái ngành máy tính nha, tất cả cái kinh doanh gì trên máy tính nói chung là cổ phiếu và à, tiền điện tử. Ok. Bây giờ mình cũng nói lại bây giờ gần 20 phút rồi. À, tí xíu mình lên live mình chia sẻ thêm về việc đó và bây giờ mình nói qua cái uh, Sếp Moon. Có nhiều bạn nói rất là hỏi mình rất là nhiều về cái Sếp Moon à, nó sẽ như thế nào, à, tương lai hay không. Thì mình đã xem si uh, 3 xong rồi mình xem Sếp Moon cho mấy bạn. Rồi mình thấy nó cũng ok à, Mình nghĩ cái giá nó bây giờ cũng không có phải tồi Và chính mình hồi nãy cũng mới mua thêm một ít à, Và à, theo mình nghĩ thì có thể 6 tháng 6 tháng đến nó sẽ lên thêm à, Nó lên thêm có thể gấp 10 lần hiện cái số hiện tại bây giờ Thì cái đó là cái dự đoán, cái bài toán mình làm sơ sơ thôi Chứ mình không có xem rất là kỹ à, Tại vì lúc trước mình đã bán ra một số rất là nhiều rồi thì bây giờ mình cũng chia sẻ với bạn tại mấy bạn hỏi thì mình cũng xem sơ lược qua thì mình nói môn à, cũng có triển vọng chứ không phải là không có à, mình nghĩ là cũng ok à, nếu như bạn nào mà có đầu tư á, thì xem lại cái thị trường kỹ một lần nữa sau khi cái cái, cái 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 lời chia sẻ của mình á thì mấy bạn phải tính toán kỹ trước khi mấy bạn đầu tư nha rồi có mấy một bạn hỏi nữa là nhiều bạn hỏi về cái musk uh, coin cái uh, cái musk swap á. À, mình xem hôm nay mình cũng đợi khoảng chừng một tiếng đồng hồ xem đáng lẽ mình làm video lâu rồi nhưng mà mình nói chuyện với một bạn kia cũng lâu và cuối cùng thì mình à, bỏ thời gian để mình xem rồi giờ mới làm video bởi vậy nó mới trễ cái à, cái Musk thì có cái tương lai cũng rất là triển vọng bởi vì nó nhờ, có cái biểu tượng của mình Elon Musk mà bây giờ ông bán cái cổ phiếu của 10% nữa đi nữa đó thì nó lại sẽ lên giá cái này thì mình khó biết trước được những cái khôi nó mới ra tại cái sóng thị trường nó không có bắp bên nhiều à, chỉ nói chung là đón mò thôi chứ không tính toán gì nhiều được hết trơn á nhưng mà theo cái chỉ số của nó nhảy bây giờ thì cũng rất là à, có à, có năng giống như cái tiếng việc kêu bản gì à, à, có tiến triển nha nó không có à, nó, mình nghĩ là nó không có đi đâu đâu à, nó cũng tốt để cho mình đầu tư À, hôm nay mình định mua nhưng mà hồi nãy vào mình họ phải kết nối với pancake swap rồi à, là xem công việc nữa là mình cũng chưa mua à, và có một cái nữa bây giờ mình nói nữa là một cái coin đó là mọi người đều hỏi mình rất là nhiều là Simenta. à, là cái coin đó à, mình chưa có mua coin đó như mọi người nhưng mà hồi nãy mình xem thì cái tiềm năng nó xem ra cái giá nó bây giờ nó cũng lên xuống à, cái người bỏ ra bỏ vào à, cũng rất là khá nên theo mình dự đoán thì nó không đến nỗi nào tệ đâu Mình nghĩ nó cũng uh, uh, ok uh, Người ta mua ra mua vào Bây giờ thì mấy bạn có Cementa thì chỉ chờ thôi Mấy bạn chỉ chờ có những người nào nhảy vào mua một số lượng nào lớn đó Rồi sẽ kéo vào những người khác mua thêm thì cái giá nó sẽ đột biến uh, mình mong là nó sẽ xảy ra Tại vì mình biết rất là nhiều bạn đang sở hữu nó Và bây giờ mình muốn chia sẻ với bạn Là mình hồi nãy mình có mua một ít thử thôi coi cái thị trường nó như thế nào, mình mở cái bí này cho mấy bạn xem à, hồi nãy mình có mua cái Baby dot nha mọi người, Baby dot Coin mấy bạn hỏi mình về cái Baby dot Coin á thì mình xem lại cái cái thị trường của nó để mình lên cái này mình xem mình nói chứ bây giờ mình nói nói thẳng ra thì mình cũng không có muốn nói sai à, cái Baby Doge, uh, Baby Doge Coin á à, mình nhớ có nhiều bạn hỏi mình bữa đến giờ Uh, thì cái giá nó khởi đầu từ lúc uh, mới ra đó uh, Lúc mới ra mà mọi người hỏi mình Lúc đó mình chưa trả lời được là hình như giữa năm vừa rồi Thì phải để mình coi lại coi Đúng rồi, hồi tháng 6 nha Nó ra hồi tháng 6 Và một cái lúc nó cao nhất là nó đánh mất một con số dê, uh, số 4 Sau khi một uh, gần một tháng uh, nó ra mặt Thì nó đánh mất một con số 0 uh, Thì hiện tại bây giờ á, thì là 8 số 8 À, cái cái voi nhầm của nó trong 24 giờ ấy là 13 triệu à, 13 triệu Mỹ Kim à, và cái à, cái market cap của nó nó cũng không có rõ ràng à, nó chỉ để một cái hình tam giác là giống như error thôi là nó chưa có một cái số khẳng định thì những cái khôi mà chưa có cái số khẳng định á, thì nói chung là cũng hơi risky để mua nhưng mà mình thấy cái biểu đồ của nó trong à, 6 tháng nay nó rất rất là sôi động nó có lên có xuống nó không bao giờ đứng một chỗ nó không có những cái vạch bộc phát cao ngoại trừ khi mà nó mới ra cái tháng đầu tiên thì nó có vực lên à, mà nó rớt xuống không phải như những cái mình đã nói với bạn là nó vực lên cao cho nó rớt xuống thẳng rồi đứng thẳng một đường chạy thẳng thì cái đó là những cái người kêu à, những cái người developer mua cái số lớn đó vào chính cho họ để, để kêu gọi người khác vào mua à, để cho họ kiếm tiền rồi có thể họ sẽ lấy tiền ra là flat out kiếm mấy trăm triệu đó nhưng mà cái này thì không có Cái này xuống rồi lên xuống rồi lại lên à, Cái mod cái trung bình của nó hiện tại à, Tính ra theo cái giá trị Bởi vì theo mình nghĩ cái này lúc Chính mình nghe cái này cho mình nhưng mà cho mấy bạn nha Là mình nghĩ lúc này nên mua à, Mình bởi vậy nên mình mới mua bởi vì cái giá trung bình của nó hiện tại á, là khoảng 18. Nói chung là mình chia ra từ lúc xuống và lên. Cái giá đứng của nó thẳng một đường là khoảng chừng 10, 18, 10, 17 đến 18 và so với giá hiện tại như giờ á là à, 30 nó nói là 31 thì mình nói nói trắng là bỏ số 0 đi nha. Thì giữa cái số hiện à, cái giữa cái, cái số giữa của nó đó thì nó ở cái à, cái số 17 18 thì mình lấy cái đó mình chia ra ra con số bình quân thì cái coin này nó đang đứng rất là vững nha. Trong 24 giờ thì nó lên 12%. Còn à Um, cái 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 trading đó là nó lên đến 51% phần trăm là tất nhiên là 50% phần trăm người mua vào bán ra mua vào bán ra thì theo mình thì thấy cũng là ổn cái market cap bây giờ là uh, gần bằng Ellen uh, uh, coin ok cái uh, Doge lên là nó gần bằng như vậy thì um, theo mình thì cái giống như cái điểm đỉnh mà cao nhất là một tỷ ba cũng giống như Ellen coin thôi thì um, theo cái sóng này thì mình nghĩ là uh, baby doz coin đó, à, không phải là một coin xấu để mình bắt đầu mình đầu tư à, nhưng mà cũng đừng nghe lời mình nha mình chỉ xem thị trường rồi mình chia sẻ với bạn thôi. Thôi bây giờ là hai mấy phút nữa rồi bởi vậy nói với bạn á làm video ngắn làm sao mà làm được à, phải nói và phải giải thích chia sẻ rất là nhiều để mấy bạn có thể hiểu được chứ bây giờ nói ờ, mấy bạn coi mấy kênh khác đó, những cái bạn mà thiếu uh, uh, thiếu giống như uh, nóng tính nóng á. À, muốn xem cái gì mình xem thôi đó Mấy bạn muốn xem thì vào những cái kênh Của mấy bạn mà nói cho mấy bạn biết Là hôm nay ngày nó xuống nhiều Nó lên nhiều, ở ngày mai nó có thể lên dày Mấy bạn biết vậy thôi Mấy bạn xem như vậy thì mấy bạn xem Nhưng mà cái lý do tại sao nó lên nó xuống như thế nào Và tương lai vào những ngày tới Nó ra sao thì mấy bạn không thể nào biết được Bởi vì à, không có chia sẻ được Những cái mấy bạn cần tìm hiểu Còn mấy bạn mà nghe hết video của mình Thì hiểu mình rất là rõ mình giải thích rất là chi tiết để mấy bạn hiểu lý do tại sao à, nó nó mới như vậy thì bởi vậy nên mình cũng muốn là các bạn ở trong kênh của mình hòa nhập với nhau à, vui vẻ với nhau à, để mọi người có thể à, giữ cái kiến thức à, bình tĩnh để có thể suy nghĩ à, tìm cách đầu tư để kiếm tiền dễ hơn là cái công việc bạn làm bây giờ à, giúp cho cuộc sống của mọi người tốt hơn À, chứ mấy bạn đừng có vì một chút à, à, bực mình hay này kia rồi vào không mình à, 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 tiêu cực á à, tội mấy bạn kia mấy bạn kia đang à, à, muốn có một cái tâm vững để suy nghĩ chín chắn để đầu tư thôi bây giờ video mình ngừng ở đây à, mình mong các bạn có một ngày bữa trưa bên việt nam vui vẻ mấy bạn ở bên mỹ thì giờ này chắc ngủ hết rồi để ngày ô oh, ngày mai chủ nhật có thể có bạn sẽ xem video này bây giờ gần 2 giờ sáng Bây giờ mình tắt cái video này mình load lên rồi xong rồi uh, tí xíu mình có đảnh mình lên live nói chuyện với bạn tí xíu nữa nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào mọi người.